Trước khi vào video, bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Mở đầu bộ phim với phân cảnh tuyệt đẹp. Cô gái tóc tím tên là Amesu đang cần hồi phục sức khỏe nên còn kẹt trong thế giới ảo. Cô đang lẩm bẩm nói chuyện với anh chàng đang bị bất tỉnh về những gì xảy ra xung quanh. Amesu đã lo chu toàn khi đưa anh trở về thế giới kia, sẽ có một cô bé đi theo và chăm sóc. Cô đã dùng phép thuật cầu vồng đưa chàng trai xuyên không qua những đám mây, rơi xuống bãi cỏ xanh mướt người sẽ chăm sóc anh tên là cockcozo cô bé được cha dặn dò phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà amesu đã giao trên đường đi cô không ngừng an ủi bản thân và chỉnh trang để gặp anh chàng vừa hạ giới đến ngọn đồi đầy gió hai con chó hơi lé đang cạp tay lôi anh tóc đen đi vừa kịp lúc cockcozo đã tới đuổi nó chạy mất tiếng hát như chim họa mi của cô bé đã đánh thức anh ấy nhiệm vụ của cockcozo là chăm sóc từ sáng đến tối kể cận anh ta chàng trai tên là yuki anh bị mất phần lớn ký ức của mình và có khá nhiều điều phân vân về cuộc sống cockcozo nấu cơm lam cho yuki anh vui vẻ sau khi ăn nó hai con chó tiếp tục quay lại cô bé muốn bảo vệ và cùng anh chiến đấu để giúp yuki lấy lại sức mạnh của mình vốn có với thanh gươm đắt tiền trên tay anh không hề nao núng sợ hãi chạy lên đấu kiếm cùng chúng từng con sông lên dưới lưỡi đao qua một hồi khá lâu có lẽ ăn chưa đủ no yuki đã bại trước chúng bị lôi hai chân đi xuống đồi may mắn các cô dâu vẫn bên cạnh và cứu anh về tỏ vẻ mình ổn để cô bé yên tâm nhưng yuki đã ngã quỵ sau đó chuyển cảnh tại con suối trong veo có cô bé tóc vàng dài óng ánh khá xinh xắn em ấy có chiếc vương miện cùng thanh gươm quý giá mà ba mẹ để lại bỗng đằng xa có tiếng kêu thất thanh của hai thanh niên một ốm một mập đang diễn vai đáng thương bị bệnh sắp chầu ông bà họ cần có túi thuốc ở trên đồi để giảm đau và nhờ cô bé lấy dùng với tấm lòng thương người không chút nghĩ ngợi tóc vàng chạy liền một mạch lên lấy thuốc bỏ hết tư trang lại thế mà hai tên kia lại lấy thanh kiếm quý giá chạy đi đem bán cô bé la hét hoang mang chạy theo iuki và Kokkozo đã đến la do so đây là thủ đô hình ngôi sao ấn tượng một quốc gia lớn trên lục địa thế giới tại đây có khá nhiều chủng tộc kokozo là người elf nên cô bé có đôi tai dài. Iuki nghe tiếng mời gọi của kem anh đến một quầy hàng. Do bất tỉnh lâu năm Iuki không biết phân biệt mọi thứ trên thế giới, anh cắn tiền và nghĩ đó là đồ ăn. Trên ghế đá họ đang dùng kem thật ngon và nói về cuộc sống của những ngày tiếp theo, nhưng hiện thực vã cho họ cú tát. Do tiền trọ quá cao, Iuki và Kokozo phải đi ra bìa rừng ngủ, đang chuẩn bị nhắm mắt nghĩ ngày mai ăn gì. Iuki tiếp tục bị hai con chó lúc sáng lôi đi tiếp, Kokozo phải cứu anh thêm một lần. Do không để ý có biển báo nguy hiểm trước khi cắm trại, cô bé xin lỗi anh, cóc để anh không phải ngủ ngoài đường nên dung phong đi làm đưa tiền cho anh đi khám phá thành phố hiểu ra được phải quý trọng tiền anh giữ cóc cô Dô lại và cùng nhau đi làm trong tòa nhà hơi tối chị tóc xanh đeo kính tên là kazin quản lý của jun nhiệt tình chào đón và giúp đỡ họ biết năng lực có hạn cóc cô Dô và yuki được giao nhiệm vụ đi hái nấm cô bé tóc vàng óng ánh trên đường đi vẫn còn chăn trở không biết hai anh chàng lừa gạt mình có sao không vì chưa kịp đưa thuốc cho họ bỗng vô tình lại gặp chúng cô vẫn tiếp tục chạy theo với niềm tin sẽ giúp họ đưa thuốc trị bệnh yuki và cóc cô Dô đang nhập tâm hái nấm tóc vàng vì bị đói dã rời nên xỉu dưới chân gốc cây tại đây ba người họ đã gặp nhau tóc vàng được các cô làm cơm nấm hàn quốc siêu ngon một mạch cô ăn sạch tất cả tóc vàng đang trên đường đi chu du khắp nơi nhưng do nhớ nhà nên muốn về thăm quê trong bóng tối có ai đó đang điều khiển cuốn sách thần yêu quái nấm mọc từ dưới đất lên tấn công dữ dội ba người họ tóc vàng nhìn mỏng manh nhưng không hề yếu đuối cô nhanh nhẹn xông pha đạp từng yêu tinh nấm bị hất tung lên trời chỉ một cú đấm thần sầu tất cả các yêu tinh nấm văng tung ra các cô sử dụng sức mạnh ánh sáng giúp tăng tốc độ cho yuki anh chàng vừa chạy lên đã bị nấm khổng lồ đánh nằm xuống vì lo cho anh cóc cô bất cẩn bị một tên bắt được khi cô bé sắp bị đâm yuki đã nhớ được một thoáng ký ức chạy về phía cô chặn được nhát đâm đó gần như không trụ được nữa asema ở thế giới khác đã hỗ trợ anh cô lập trình trong đôi mắt sử dụng năng lượng cầu vòng cung cấp cho tất cả họ luồng sức mạnh thuận nước đẩy thuyền tóc vàng dùng nắm đấm đánh bay từng tên tung cú đá thần sầu làm chúng trở tay không kịp cóc cô và tóc vàng tưởng chừng đây là sức mạnh của yuki cung cấp cho họ hai người bắt đầu chiến đấu dũng mãnh hơn mượn sức mạnh của tinh linh gió, Kokoro làm bọn nấm không đứng vững. Tóc vàng tung skill cuối của mình, cô bay lên trời dồn tất cả sức mạnh vào thanh gươm nhạt được, chém một luồng ánh sáng cực mạnh làm tất cả bọn chúng bị hất văng bay lên không trung tiếng nổ vang cả khu rừng và bọn nấm bị tiêu diệt tất cả. Ba người họ bội thu bọn nấm vừa giết được. Những bạn nấm nhỏ hơn cũng rất ác, bọn chúng đang hút chất dinh dưỡng từ hai tên ăn cắp. Bé nấm bay lên vừa định cắn Kokoro, tóc vàng đã kịp thời bắt được cho vào miệng. Sau khi ăn cô như người say rượu ngã ngang, Iuki phải cõng cô về cóc đã chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân của mình nhưng anh ấy không ở trong phòng nhìn từ cửa sổ cô thấy yuki đang luyện tập hăng say bất giác nở một nụ cười đáng yêu có một chú trung niên khi biết cóc đang tìm việc làm chú gợi ý cô hãy lập nhóm jude quản lý sẽ cho mượn nhà và cung cấp công việc cho họ cóc chuẩn bị phiếu bé ngoan xịn sò cho anh ấy như lời động viên về sự cố gắng tỉnh dậy sau cơn say nấm tóc vàng đói bụng nên vào thành phố tham gia cuộc thi kiếm tiền đánh bại tất cả các đối thủ trở thành người ăn nhiều nhất trong trận chiến hôm qua cô được cóc đặt cho cái tên khá hay là peconi hai tên cướp được lũ quạ cứu khỏi đám nấm ăn thịt người hôm qua cũng tò mò lại xem vừa đến đã bị tóc vàng đuổi theo tiếp tục đưa thuốc ra tới ngoài thành ba người họ gặp ngay yêu quái heo rừng chúng bị điều khiển bởi ai đó nên mắt có hơi khác lạ vừa ăn no nên peconi có khá nhiều năng lượng chiến đấu cô né được tất cả đòn tấn công từ chúng ở bên phiến đá xa xa cô gái tai mèo tóc hai lai dùng sách phép thuật cho bọn heo rừng điên loạn xông lên đỡ được búa của nó vương miệng của peconi lóe sáng lên trưởng từ tay cô khiến nó văng tít ra xa làm đổ hàng rào đá Tai mèo lúc nãy cũng bị vạ lây ngất xỉu. Tiếng hót họa mi đã làm em ấy tỉnh. Pecony tốt bụng đút cho tai mèo cơm rang, nhưng do mèo không thể ăn nóng nên cô bé từ chối, bỏ đi mà nhưng không chịu cảm ơn ai. Ra phía xa tai mèo lèm bèm vì để thua bọn họ. Có vẻ cô rất rõ về Pecony. Tai mèo sợ sẽ làm một người nào đó trong bóng tối thất vọng vì việc lần này thất bại. Đang trên đường đi, hai tên xui xẻo bị con rồng to nhắm đến. Nó có sở thích sưu tầm đồ quý muốn lấy thanh kiếm nên bắt luôn họ. Tai mèo tên là Kiazu ngồi trên góc cây quan sát được nhân cơ hội định dùng con rồng để giết Peconi. Cô đến thông báo tin tức về thanh kiếm cho ba người kia. Tóc vàng cảm thán vì giữ dùng mình thanh kiếm mà hai tên kia gặp nguy hiểm. Kiazu nhiệt tình dẫn họ đi vào nơi con rồng ở. Nó nằm trên đống tiền vàng vừa ngậm thanh kiếm trong miệng, đuôi quấn lấy hai người kia. Ba người họ bắt đầu lên kế hoạch. Iuki dùng áo choàng để dụ con rồng. Nó không ngần ngại tiến đến ngậm luôn anh ấy. Kokozo không phụ lòng tin của Iuki. Cô đứng một bên dùng phép thuật bảo hộ cho anh. Trên vách đá Pecony chạy nhanh từ phần đuôi đến đầu của rồng ôm chặt. Đúng với ý định của Kiyazu, cô liền sử dụng sách pháp thuật điều khiển hành động của con rồng để giết Pecony. Sau bị dính bùa chú nó điên cuồng vùng vẫy đập đầu vào vách đá, khiến cô lơ lửng trên không trung, con rồng đập cánh bay lên cao với tốc độ ánh sáng. Lực gió khiến cô ấy trụ không nổi buông tay khỏi thanh kiếm, may mắn nắm giữ được phần tóc của tên ăn trộm. Kiyazu chưa chịu thua cô tiếp tục sử dụng năng lực, làm cho con rồng quẫy đuôi hất văng Pecony ra xa, làm mái tóc của tên kia cũng bay theo trong gió. Trong lúc rơi với tốc độ chóng mặt, Iuki nhanh trí chặn mắt của con rồng lại, Pecony thuận thế đấm từ dưới lên một cú chấn động khiến con rồng giác ngộ, rơi thẳng xuống vách đá nhọn. Nó va vào Kiyazu khiến cô té ngã, sau khi nó thoát khỏi khống chế, đuôi thả hai tên ăn trộm kia ra. Mắt nó liền hướng về Kiyazu hùng hồn dùng chân định tiễn cô ấy về thế giới mười phương chư Phật. Pecony xuất hiện như cô tiên cầm thanh kiếm đỡ cho tai mèo. Sau khi lấy lại được vũ khí cô ấy như tăng thêm năm lần sức mạnh, nó tức giận ném Iuki ra khỏi miệng văng vòng tròn, con rồng phun lửa hướng về hai cô gái. Pecony dùng thanh kiếm xé lửa ra cô bắt đầu giải phóng toàn bộ giới hạn về sức mạnh đánh đòn quyết định tiễn con rồng rời xa thế giới phồn hoa này sau khi về thủ đô hai tên ăn cắp đã giác ngộ nhận cô ấy làm đại tỷ peconi mời tai mèo ăn cơm nắm rang cực ngon nhưng cô từ chối ngồi cùng nhau trên lâu đài cao ngắm được thành phố cô ấy yêu đời vui vẻ khi được ăn cơm cùng mọi người ý tưởng được peconi lóe ra họ sẽ thành lập du về ẩm thực mang sự ấm áp từng bữa ăn ngon cho mọi người cùng nhau thưởng thức tai mèo hướng nội từ chối thẳng thừng trên con đường đầy ánh nắng hoàng hôn cô bất giác cầm gói cơm trên tay được cho ăn một cách thật ngon lành Kiazu quyết tâm theo dõi Pekoni để tìm ra điểm yếu của cô ấy, nhưng chưa thấy sơ hở nào mà chỉ nhìn cô ấy ăn ngon ngủ khỏe thưởng thức cuộc sống. Đã ăn được 10 đĩa cơm chiên, thế mà khi hai tên ăn cắp lại rủ cô đi đến nhà hàng khác, tiếp tục thử món cô vẫn hào hứng đi theo. Kokoro đã xin được tờ giấy đăng ký thành lập Jun, cô vui vẻ đi tìm Yuki. Anh ấy đang giúp đỡ một cô gái có chiếc đuôi quỷ dị đang đói bụng nằm trên đường. Khi anh đi cô ấy liền nổi lên đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, trên đường đi tìm mọi người. Yuki và Kokozo nghe tiếng tóc vàng đang trong nhà hàng, cùng với hai tên ăn trộm thưởng thức đồ ăn ngon. Họ thấy bên ngoài tai mèo đang lấp ló theo dõi mấy người trong nhà hàng. Nghe tiếng Yuki cô giật nảy mình đòi đánh anh, được hai người họ rủ vào ăn. Cô từ chối rúi rít, nhưng chiếc bụng phản chủ phát ra tiếng kêu thế là tai mèo phải ngậm ngùi vào theo. Trên bàn đống dĩa chất cao qua mặt đã được Peconi chén sạch, đến nổi nhà hàng không còn nguyên liệu nào để nấu nữa, thế mà ông chủ tiệm vẫn còn thực đơn bí mật được giấu. Khi nấu ra bọn họ ai cũng hào hứng chỉ Kiazu sốc nặng khi toàn là bọ, đang còn chống cự quyết liệt thì Yuki và Kokozo cũng đã ăn ngon lành bị đút bất ngờ vào miệng kia gục ngay xuống bàn nhưng khi ngước mặt lên cô đã khen nó khá ngon khi đang uống trà tráng miệng cốc đã đưa tờ giấy đăng ký du mời mọi người cùng tham gia kia vẫn quyết tâm từ chối cô bỏ đi ra cây chanh và bẻ một quả ăn ngon lành có vẻ chanh kết hợp với bọ sẽ ngon tuyệt vời cô gái có chiếc áo choàng nhiều lông khiêu khích tai mèo cô không thèm quan tâm và bỏ đi sáng hôm sau cốc đã điền tên ba người họ vào tờ giấy định đưa cho peconi thì cô khoe mình đã tìm được việc làm thêm cốc thu tờ giấy lại phía sau trên mặt toát lên vẻ muộn phiền Pekoni thật sự là một cô bé đa tài, không hề yếu đuối như vẻ ngoài của mình. Cô làm rất tốt công việc bồi bàn và hài lòng khách. Có ba em bé nhỏ tuổi muốn vào nhà hàng thưởng thức đồ ăn, nhưng còn e ngại không dám. Thế mà Pekoni cực kỳ dễ thương mời các em vào. Mấy đứa bé cùng là một du nhưng do chưa đủ tuổi để thành nhân viên chính thức, Tai Mèo được một người bí ẩn nào đó dẫn lối. Bà ấy muốn cô theo dõi Pekoni và những người còn lại. Tai Mèo đang la tóc vàng cho bọn trẻ ăn bọ. Đằng sau cốc cô Jo liên tục đưa tờ giấy đăng ký thành viên du cho Kiazu. Tai Mèo đang định nói về việc đó, một tên sumo không biết từ đâu tới hung hăng muốn ăn mấy con bọ gia truyền trong nhà hàng tên ăn trộm bất bình đứng chắn bị hắn đánh cho cú bất tỉnh hắn còn đạp lên tờ giấy đăng ký kia ngồi gác một chân lên bàn tên sumo không ngừng chê trách cách phục vụ tại nhà hàng chủ quán với điếu xì gà trên miệng cùng chiếc chảo trên tay định dần mặt hắn nhưng con kiến sao đè được con voi chủ quán bị bẻ gãy cổ tay trong tích tắc baconi ra tay vào bếp để nấu phục vụ hắn sau lời khiêu khích thế mà đôi tay thành thạo từ việc thái củ sơ chế nguyên liệu mọi thứ đều điêu luyện như cô làm hàng ngày vì lúc trước cô thích đi chu du nên các loài động vật bọ và quái vật đối với cô là chuyện nhỏ xíu xiu công thức của nhà hàng này cũng vậy chỉ cần ăn chúng vào bụng thì cô đã biết cách nấu lại món đó tên su mô định dùng thủ đoạn để kiếm tiền từ phe đối thủ của nhà hàng nhưng làm gì những thứ trên đời này đều như mình mong muốn nhìn tờ giấy đăng ký bị hắn dẫm đạp kia nổi giận trong lòng cô tiến đến lấy quả chanh vàng vắt vào món đuông dừa để tăng thêm độ béo ngậy hắn chê mọi thứ chỉ là sâu bọ nhưng khi ăn vào mọi thứ hòa quyện như một bản nhạc khiến hắn không thể ngừng tay những món ăn truyền đến não khiến hắn như đang nghe một bài hát Obeza. Dặn lòng không ngon nhưng tên sumo sớm đã bị các tiểu tiên dẫn lên thiên đường như lời Kiazu đã nói. Buộc phải thừa nhận sự thật. Mọi thứ quá tuyệt vời hắn phải thốt lên ngon tuyệt. Thế mà hắn lại dám đập đổ đồ ăn. Baconi không nhịn được việc này. Vương miệng cô phát sáng thế là hắn bay ra khỏi cửa trong phút chốc. Thế là Kiazu đã thành một dụt với họ. Đứng trước căn nhà mới mà tổ chức cung cấp. Ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Trái với vẻ hào nhoáng bên ngoài của căn nhà. Bên trong toàn là bụi khiến mọi người sốc nặng kiazu nổi cáo vì sau căn nhà lại nhìn như bị ám đến vậy chị quản lý ngại ngùng xin lỗi dạo gần đây số lượng nhà cho mượn thành lập Du rất ít nên mọi người phải chịu thiệt một chút ngoài tay mèo ra thì mọi người còn lại đều đã hài lòng mọi người đều có nhiệm vụ cho mình cocozo chịu trách nhiệm giặt đồ Yuki và peconi sẽ khiêng tất cả đồ đặt trong nhà ra ngoài tai mèo là người phủi bụi bên trong tóc vàng bỗng la lên vì ngôi nhà thiếu thứ quan trọng nhất mọi người mặt hoang mang lắng nghe đó là chiếc bàn ăn đối với peconi mục tiêu của nhóm là có những bữa ăn ngon vì vậy cô sẽ tự tay làm chiếc bàn theo ý mình mong muốn thay vì đi chợ mua. Kokoro nhờ tai mèo ở nhà dọn dẹp giúp mình, cô sẽ đi xuống cửa hàng sắm những thứ cần thiết cho gia đình. Kiazu tìm kiếm xem còn con bọ nào không. Sau đó cô bắt tay vào việc dọn nhà. Dưới thị trấn Kokoro nhìn những vật dùng đáng yêu thứ nào cũng muốn mua. Cô gái tóc hồng tên Sazen đứng đầu một du chuyên tình thương tài trợ người khác, cô tặng cho Kokoro chồng dĩa mới như là quà làm quen. Từ xa con lửa chạy như điên kéo theo cô bé tóc búi. Là hầu gái của Sagen tên là Suzume vì mua khá nhiều đồ cần thiết nên Kokozo được hai người họ hỗ trợ vận chuyển đồ đến nhà. Trong cuộc trò chuyện được biết Sazen từng là đội phó của hiệp sĩ hoàng gia, nhưng vì thương cho những đứa trẻ thiếu thốn cha mẹ, cô ấy đã thành lập du đi nhà tài trợ cho chúng. Cuộc trò chuyện kéo dài khiến hai người họ đi lạc vào nơi âm u trong rừng. Tại đây trên cây có rất nhiều đôi mắt đỏ nhìn xuống họ. Bị một đám con vật xà xuống hù dọa, Suzume dẫn con lừa chạy toán lên, vấp phải nhánh cây. Cô trượt dài xuống đất còn con lừa thì mất dạng trong đám cây xa xa. Tiếng sột soạt khiến họ chú ý, tưởng con lừa quay lại họ tò mò nhìn lén. Kokozo buộc dây quăng vào đó nếu bắt dính thì nó sẽ tiếp tục kéo xe. Bị dính được con khác mà họ chưa xác định được con lừa hay là quái vật vì nó khá lạ. Con lừa pha chút ngựa đó tên là Jima. Con ấy làm việc tại nông trại bên trong khu rừng. Hỏi ra lý do biết Kokozo và Suzume đang gặp khó khăn, Jima chủ động đề nghị sẽ kéo xe giúp họ. Ở nhà Kiazu nhờ Yuki đến giúp mình lau cửa sổ phía trên, cô sẽ giúp anh giữ ghế. Con bọ bò lên người khiến cô dãy dụa làm Yuki té xuống chấn động não bất tỉnh. Trong giấc mơ gặp lại Amesu, hoang mang nhẹ vài giây. Iuki đã được cô ấy trấn an, anh chỉ đang tạm thời bất tỉnh. Amesu tiết lộ, anh đang lập Jun cùng với những người có mối liên kết bí ẩn với thế giới ảo mà cô đang sống. Pekoni, Kokoro và Tai Mèo đều có nhiệm vụ riêng của mình, đặc biệt Kiazu đang ở trong tình thế nào đó khá khó khăn, dù cho có tiết lộ thêm thì mọi chuyện cũng không được giải quyết. Amesu dặn anh cẩn thận và giúp anh tỉnh trở lại, mở mắt ra sau cơn chấn động não. Iuki thấy Kiazu đang lo lắng cho mình, anh liền tỏ ra bản thân vẫn ổn sau cú té. Pekoni đã hoàn thành xong chiếc bàn đẹp xuất sắc. Đúng là cô bé đa tài, họ cùng khiêng vào nhà, nhưng lo làm bàn mà quên đi kích thước cái cửa. Họ khiêng ngang, dọc, xéo kết quả là chiếc bàn không thể nào vào nhà được. Pecony bắt buộc phải đem ra trước sân làm lại. Trong rừng cốc và Suzume nhờ có Jima cũng thuận lợi đem đồ trên đường về. Tình huống bất ngờ xuất hiện, bọn thủ phỉ muốn bắt đem Jima đi về bán cho gánh xiếc vì thấy cô khá lạ. Chúng khiến cô tức giận vì liên tục gọi mình là lừa, cô rút kiếm dùng tuyệt kỹ khiến chúng há hốc mồm nổ tung trong bầu trời, đánh đấm khiến cô đói bụng, móc từ trong túi ra quả táo thần. Cô ăn miếng nhỏ một tia sáng lóe lên. Từ từ Jima biến thành hình dạng con người trắng trẻo xinh đẹp, cơ thể nóng bỏng chuẩn số đo ba vòng trong ánh nắng hoàng hôn tuyệt diệu. Ba người ở nhà đã dọn dẹp xong, Kokoro cũng vừa về tới. Mọi thứ trong nhà gọn gàng tuyệt đẹp. Chiếc bàn được Peconi thiết kế phù hợp với ngôi nhà khiến họ ai cũng vui vẻ. Suzume mang cả Jima về với cô chủ của mình. Tóc vàng bắt đầu trổ tài nữ công ra tránh làm khá nhiều món ngon để mừng vào nhà mới. Mọi người cùng nhau thưởng thức khá ngon miệng. Do Yuki thích tắm nhưng không chịu lau khô tóc, vì thế anh bắt đầu phát sốt. Pekoni nấu cháo nóng đến thổi nguội đút cho cậu ăn. Iuki được chăm sóc như em bé trong ngôi nhà, càng ngày cậu ấy dường như sốt không giảm. Cậu bắt đầu thở dốc khiến Kiazu lo lắng. Kokozo đang làm phương thuốc tây gia truyền mà làng cô thường sử dụng khi bị sốt. Công thức thì hơi quái dị bỏ cả con rết vào thuốc. Còn Pekoni thì chuẩn bị cho con bọ xít vào nồi cháo. Cả hai người khiến Kiazu hốt hoảng. Cô ấy liền đòi đưa Iuki đi bệnh viện. Benico phụ trách kéo xe còn Kiazu thì xem bản đồ. Đến bệnh viện bọn họ có vẻ hoang mang trước khung cảnh tồi tàn này. Chị tóc tím đeo kính lên đón họ nghe tình trạng sốt của Yuki, họ được dẫn đến phòng xét nghiệm ngay. Một cô bác sĩ che nữa mặt khám cho cậu ấy khá kỹ càng. Kiyazu nghi ngờ hai vị bác sĩ vì họ ăn mặc khá kỳ quặc. Cởi áo ra kiểm tra, có vẻ họ đã tìm ra bệnh cho Yuki. Ngay lập tức đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật. Hai vị bác sĩ cam kết sẽ làm anh ấy khỏi bệnh hết 30%. Ngoài phòng ba người họ nhốn nháo không biết có bị lừa không, Kokozo lập đàn làm phép nhờ nữ thần Amesu phù hộ Yuki qua con trăng này. Họ sợ cô ấy tẩu hỏa nhập ma. Kiazu khuyên cốc cô bớt căng thẳng vì đây là bệnh viện tại Lando so nên cứ an tâm. Bỗng tiếng thét thất thanh làm cho ba người đổi sắc mặt. Tên Sumo đã từng tới phá quán ăn cũng xuất hiện trong bệnh viện. Hắn chạy vấp phải họ. Tất cả đều ngạc nhiên thắc mắc tại sao lúc phá quán lại to con. Bây giờ thì ốm teo suýt không nhận ra. Hắn muốn chạy trốn khỏi nơi địa ngục bệnh viện này. Vừa định chuyển viện cho Yuki. Chạy tới cuối hành lang đã nghe tiếng la thảm thương của hắn. Cô gái có chiếc đuôi quỷ dị lôi tên ốm đó trở lại. Miệng không ngừng lèm bèm hắn là tên bệnh nhân không ngoan. Cô gái đeo kính bảo họ hãy về nghỉ ngơi ngồi trong quán ba người than thở từ khi lập rude đến nay mọi chuyện đều không suôn sẻ như ý cốc cô dô có vẻ xuống tinh thần để cổ vũ tất cả baconi đem đồ ăn ngon để an ủi mọi người được giao nhiệm vụ đi lấy thuốc cô gái có chiếc đuôi lạ vẫn đang nhớ nhung về yuki người mà cô hay gọi là định mệnh trong túp lều vọng ra tiếng mời gọi cô xem bói nghe đến không tốn tiền cô đã vào trong người ngồi trước cô làm phép vào chiếc đầu lâu khiến nó biết nói và hành động thô lỗ thầy hắn bất lịch sự cô không cần nói nhiều trực tiếp cho hắn một nhát vào chán quá tốn thời gian cô liền muốn bỏ đi chiếc đầu mới đàng hoàng đưa ra quẻ bói nghe đến người định mệnh sắp gặp cô và nở nụ cười ấm áp với mình đôi mắt cô liền sáng rực trong con hẻm hơi mờ tối từng tên vô lại tiếp cận rủ cô đi chơi một búa chém tới khiến chúng im mồm cô còn bội thu thêm một lượng châu báu lớn từ chúng đang ngủ ngon yuki mở mắt ra đã thấy cô gái có đuôi áp sát mặt mình anh hoảng sợ run rẩy ở nhà pekoni đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và làm luôn cho yuki vì sợ anh đói trong bệnh viện cô gái có đuôi đang đút cho anh ấy ăn cơm hộp nó có vị tình yêu trông rất tình cảm ba người Pekoni chạy nhanh đến bệnh viện vì nhớ rằng trong thành phố có Jude rất kỳ lạ. Đến nơi một đám người đang trước cửa bệnh viện đòi lại kho báu bị cướp. Đứng trên lầu chiếc búa được phi thẳng xuống vì dám làm phiền Yuki đang dưỡng bệnh. Trước mặt bọn chúng cô sử dụng phép thuật làm cho đất bung lên khiến tất cả tay ngã. Biệt danh ngầu lòi của cô là kẻ hủy diệt, còn người đang mang kính có thể dùng gậy phép thuật tung ra luồng ánh sáng có gió, khiến bọn chúng bị hất văng quay vài vòng trên không trung, được mệnh danh nhà siêu tầm. Cuối cùng cô gái bị che nửa mặt bởi mái tóc lấy từ trong bộ ngực đầy đặn một nắm cánh hoa hồng dài khiến họ nằm xuống chìm vào cơn mê cô là mệnh danh quỷ một mắt ba người họ là jun quỷ dị có tên lữ đoàn hoàng hôn ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ peconi và hai người còn lại quyết tâm lập đội giải cứu yuki lợi dụng lúc bệnh viện đang đông khách họ lẻn vào trên lầu nhìn vào căn phòng của yuki họ thấy anh đang bị trói kẻ hủy diệt đang tấn công tinh thần cậu ấy nguy hiểm hơn cô còn đưa cho anh chiếc nhẫn đính hôn bị nguyền rủa nó sẽ giúp các cặp đôi mãi mãi bên nhau chuẩn bị đeo nhẫn cho anh bên ngoài liền xuất hiện làn khói tím do cốc cô dô đốt côn trùng tạo ra dụ ả sau khi cô ấy đi kiểm tra, Pecony và Kiazu xuất hiện kẻ anh trốn khỏi. Quỷ một mắt đang lên lầu lấy thuốc, kẻ hủy diệt cũng đang quay về, khi ba người họ sắp bị phát hiện. Kiazu nhanh trí giả bệnh để hai người thuận lợi chui qua cửa sổ trốn thoát. Iuki sau khi ra đó được hai người kẻ đi bác sĩ khác. Tưởng chừng là cách trị quỷ dị hại người nhưng các cô gái trong bệnh viện đã trị cho Iuki rất tốt. Anh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi hẳn. Hôm sau Kiazu đã quay trở về với tinh thần sảng khoái nhưng lại muốn đi ngủ ngay lập tức. Buổi sáng như thường lệ Pecony luôn chuẩn bị đồ ăn đợi mọi người. Trong lúc đang thưởng thức, cô ấy bảo hôm nay sẽ có nhiệm vụ cho Jun ẩm thực. Kiazu vẫn còn đang sợ vì cuộc điều trị hôm qua. Nó giúp cô tăng lên 30% sức khỏe nhưng hơi ám ảnh nhẹ. Pecony giao nhiệm vụ hôm nay ra, họ sẽ cùng nhau đến làng Tagum thu hoạch gia vị. Phần thưởng sẽ được tính theo số lượng họ làm được. Ai cũng hào hứng, chỉ có Kiazu một mực từ chối vì cô không thích lao động tay chân. Pecony rưng rưng nước mắt trước tai mèo, khiến cô cũng khó mà ở nhà được. Họ cùng nhau đi trên con đường đầy nắng và gió, trải qua với nhau những ký ức tuyệt đẹp trong rừng sâu có chú tiểu phu đi đốn củi đang trên đường về xung quanh lũ ma mị đang rình mò bỗng một bóng ma đen xuất hiện giống hình dáng và lặp lại câu nói của mình chú hú hồn rồi sau đó chuyện quái dị đã xảy ra nó hớp ba hồn bảy vía cùng cơ thể chú mất tiêu chỉ để lại củi không đáng giá nhóm bốn người của yuki đang cùng nhau cắm trại để không phải ăn những món quái dị tai mèo đã dùng iq 200 đỉnh của mình câu cá bằng mồi củi do thế lực siêu nhiên con ốc ngu ngốc nào đó cũng ăn cắn câu khiến cô đờ đẫn câu không được cá cô đổ lỗi cho chiếc hồ bị bệnh cocozo an ủi cô sẽ làm súp với những con ếch mà yuki đã bắt nhìn bầy ếch mà anh ấy đang ôm trên tay cô thà hôm nay ăn rau củ cũng được peconi quay trở về với chiếc tổ chim kiazu tưởng chừng mình đã sống thêm một lần nữa cô khen peconi hôm nay đã giống con người thêm một tí cocozo nấu súp còn peconi đang cho con chim úp lá sen nướng đất cùng với trứng của nó mọi người đều tận hưởng bữa ăn ngon lành họ tò mò về trái lạ mà peconi mang về trừ cocozo thì ba người họ ai cũng ăn rồi chuyện gì muốn đến cũng không thể thoát khỏi họ như người say rượu quậy quần quại cốc cô dô rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau mọi người đang rửa mặt, quay sang Yuki anh đang bị một con rồng lai sói bắt cóc chạy đi. Đến một đoạn thì có vài mũi tên bắn được nó cứu giúp anh, còn Yuki thì bay thẳng vào gốc cây bất tỉnh một hồi, nghe có tiếng xì xào lẩm bẩm. Anh dần tỉnh dậy thấy khúc gỗ có vẽ mặt người đang nói chuyện cùng mình, anh lắt nó muốn bay màu. Cô gái có dòng tộc elf xuất hiện ngăn lại, cô tên là Aoi, do lâu ngày không có chơi với ai là con người nên cô xem khúc gỗ như bạn. Cô liên thuyên cho đến bây giờ thì không còn chuyện nói với nó nữa. Iuki chỉ lặp lại lời nói của Aoi. Cô tưởng anh muốn nói tìm một người bạn. Tôi cũng bó tay cô bé này. Muốn bạn đến phát khủng. Cô nói một lèo không cho ai xen vào. Rồi cuối cùng cô muốn đặt tên và cùng nhóm với anh. Cho đến khi nhóm ba người Pekoni tìm gặp Iuki, cô cứng đờ không nhúc nhích. Họ cùng nhau đi đến ngôi làng. Một cô bé cùng nhóm Jun với Aoi chào hỏi mọi người nhiệt tình trước cổng làng. Trong rừng Jun của Jima cũng đang trên đường đến làng phụ giúp. Mọi người đứng lại phàn nàn vì quá mệt. Họ cùng nhau nghỉ ngơi. Trong góc cây những bóng đen ma quái đang rình mò. Bỗng xuất hiện những phân thể bóng đêm giống như mọi người đang tiến tới. Chúng lặp lại những câu nói giống họ. Bọn chúng bị Jima dùng chiêu tấn công. Bất ngờ là nó cũng có thể sử dụng lại y chang như vậy. Họ chật vật kết hợp cùng nhau tấn công, dần nắm được điểm yếu của chúng. Bọn Jima bị tập kích bất ngờ, luồng sáng mạnh mẽ từ đâu xuất hiện khiến họ ngã đùng không thể chống cự. Một bà cô tự xưng tên là Sistina, khiêu khích nhóm Jima đánh bả. Bốn người của Yuki đang đi tham quan ngôi làng. Thấy cô bé tóc hồng đang ngủ bất chấp không gian lơ lửng trên mây, đụng chúng cái chuông liền lập tức rơi xuống ngơ ngác nhìn mọi người qua cuộc trò chuyện dưới gốc cây tóc hồng khoe rằng em mình cũng sắp đến làm nhiệm vụ cô bé rất thích đọc sách nhưng sức khỏe không tốt hiện tại trong rừng thì em ấy đang phải đối mặt với nguy hiểm con ma đang đoạt lấy linh hồn biến mất người con gái yếu ớt ấy tên là siojin tóc hồng và cô em bé nhỏ đã cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc nhóm của yuki đang hăng hái chuẩn bị thu hoạch đất ở nơi này có rất nhiều thổ nhưỡng tốt hương liệu cũng thơm lừng chị gái tóc hồng cũng đến chào hỏi mọi người buổi sáng vụ thu hoạch hôm nay đối với tất cả họ đều quan trọng chị gái tóc hồng phong ấn sức mạnh của mình để không thể ngủ trong lúc làm mọi người đều há mồm ngạc nhiên việc ngủ bất chấp của mình là do năng lực hiếm có của cô tất cả đều sẽ giúp tóc hồng giữ bí mật chuyện này nghe tiếng la hét của dân làng mọi người chạy đến cây đa đầu làng nhìn thấy nhóm người của jima đang bị thương nghiêm trọng mọi người hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì nhóm cô ấy bị cuộc tấn công trong rừng từ những bóng ma và kiếm sĩ áo đen lúc nãy cốc cô dô nhanh tay trị thương cho jima có rất nhiều người trong thôn làng cũng bị tình trạng như vậy và mất tích bí ẩn chị gái tóc hồng xin chạm đầu jima để xem lại ký ức vừa xảy ra lúc này Sistina trong rừng vung tay khiến bọn ma tan biến kiếm sĩ áo đen suy nghĩ không biết tại sao người bí ẩn đứng sau bà ta đang muốn làm gì chị gái tóc hồng lo cho em gái nàng nặc muốn vào rừng tìm Kokozo và yuki cả aoi cũng quyết định đi theo chỉ có kia lặng lẽ bỏ đi hình như cô phát hiện ra lý do của sự bất thường đó ở lan son hai tên trộm lúc đầu cũng đang đợi peconi đem nguyên liệu về nấu đồ ăn cho họ trong cung điện bà tóc trắng nào đó đang hút hết linh khí những người bóng ma đem về để thỏa mãn cơn đói của mụ aoi cảm nhận được cả khu rừng đang sợ hãi chị gái tóc hồng bay lên kiểm tra một luồng ánh sáng tím tấn công đột ngột khiến cô không kịp trở tay đỡ được đòn đó nhưng cô cũng bị rớt xuống mọi người hốt hoảng tìm chỗ cô rớt đang gượng dậy tóc hồng đã nhìn thấy mũi tên vũ khí của em mình chưa kịp vui mừng khi thấy siojin cô ấy ngạc nhiên khi em mình bắt đầu biến hình từ đuôi những đốm lông bắt đầu chuyển đỏ lên tới tận tóc và đôi mắt cô nhìn chị mình muốn ăn tươi nuốt sống siojin bàn tay biến ra cây cung dồn toàn sức đánh vào chị mình luồng khói đen tạo ra chấn động một vùng cây cối bị thiêu sạch lộ ra khoảng trống Ojin luôn miệng lẩm bẩm phải kiếm thêm người cho chủ nhân, tưởng tóc hồng đã chết nên cô bỏ đi. Nhóm của Yuki đã quay lại, thấy cô gục mặt ngồi một mình trầm tư bên mũi tên. Mọi người quyết định tìm Ojin để làm rõ mọi chuyện. Bên con thác tuyệt đẹp Kiazu nghĩ rằng người xúi dục cô đang hành động, à ta muốn tiêu diệt mọi người. Nhiệm vụ của cô chỉ là quan sát Pekoni. nhưng cô không đành lòng để mọi người chịu khổ như thế. Đang rối ren trong đầu, tóc vàng chạy đến kiếm tai mèo vì nghĩ cô đang không ổn lắm. Sau vài câu khiêu khích, Kiazu đã bình thường trở lại, nghe tiếng la của mọi người trong làng. Beconi vội vàng chạy đi cứu. Lũ đen thui đang tấn công mọi người. Một em bé lạc mẹ bị té sợ hãi không đi nổi. Kịp lúc Beconi tới ứng cứu nên bé không sao. Siorjin xuất hiện bắn mũi tên về phía tóc vàng. Tất cả con ma đều hướng về phía cô chuẩn bị tấn công. Trên ngọn đồi không xa, nhóm Iuki thấy ngôi làng đang gặp nguy hiểm. Họ định quay về thì Sistina chặn lại. À ta dùng kinh cong một bước nhào lên mọi người, né được chính xác nhát dao của Jima, vung kiếm thêm chút phép thuật vào đó đánh Iuki, khiến cậu ấy không chống đỡ nổi bay vài vòng ra xa bất tỉnh trong lúc đó cậu đã mơ gặp amesu tại một nơi khác trong khi bất tỉnh cô ấy đã đưa cậu đến đây quan tâm tình hình của mọi người iuki được amesu thông báo họ vẫn còn đang chiến đấu nhưng không ai là đối thủ của Ata. ta amesu đã nhiều lần chạm mặt sistina trước đó nhưng có vẻ ả ta không nhớ gì để cứu mọi người thì chỉ mình iuki là có khả năng vì vậy cậu phải dần khôi phục sức mạnh của mình iuki từ từ nhớ về những mảng ký ức hình ảnh nhóm của cậu và sức mạnh chỉ có thể iuki có được mọi người bị đánh tơi tả thì cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh dậy cầm thanh kiếm trên tay cùng tiếng thét vang lộng trời đất sức mạnh của cậu bắt đầu lan tỏa cho mọi người ai cũng vực dậy tinh thần chiến đấu jima dùng chiêu thức chém táo thường dùng nhanh nhẹn chạy lên trước tung từng nhát kiếm mạnh mẽ vào Ata ta chém túi bụi cuối cùng cũng làm đứt sistina một nhúm tóc Aoi oi bắn cung tên nhưng kiếm sĩ áo đen vẫn né được đến lượt chị gái tóc hồng cô tung ra hàng ngàn ngôi sao dưới trời nắng khiến sistina chóng mặt từng ngôi sao phát ra luồng ánh sáng bắn lên hồi tạo nên cơn địa chấn thế mà trong làn khói đen sistina vẫn không sao chém một đao xé khói cốc hỗ trợ yêu kỳ anh tung một đao quyết định nhưng kiếm sĩ áo đen vẫn đỡ được Tung cú đá khiến Yuki bay ra 200 mét. Hỏi được tên của anh ấy. Sistina bỏ đi trong sự vui vẻ vì đã thu hoạch được gì đó tôi chưa rõ. Quay qua chị gái tóc hồng Sistina buông lời nhắc nhở em gái cô đang bị con ma nuốt chừng. Nhưng cơ thể vẫn còn ở đây thì sẽ còn cứu được. Kiyazu đứng trên gốc cây quan sát Peconi chiến đấu vì mọi người mà thở không ra hơi. Định bỏ mặc nhưng trong lòng không nỡ. Nhớ về cảnh Peconi đã tốt với mình thế nào. Cô hạ quyết tâm nắm chặt tay. Peconi do thiếu dinh dưỡng nên cô gần như không còn đủ sức trụ một mình. Trong tình thế tưởng chừng sắp đi tông tất cả. Dưới chân bọn chúng hiện lên ánh sáng tím nổ tung, Kiazu đã xuất hiện dùng phép thuật làm cho mấy con ma tan biến theo làn khói. Chị gái tóc hồng đã dùng đầu để đi vào giấc mơ của Cion, trong đó cô gái bé nhỏ sắp chìm xuống nước, chị gái đã kéo cô lên. Sự tự ti trong suy nghĩ đè nặng trong lòng, cô luôn tưởng mình vô dụng trước người khác không xứng đáng tiếp tục sống. Chị gái nhẹ nhàng an ủi cô em bé nhỏ, bóng ma cực lớn xuất hiện sau lưng định nuốt chửng hai người. Cô em gái bé nhỏ sốc lại tinh thần cùng chị mình dồn toàn bộ sức mạnh ánh sáng tiêu diệt nó, cuối cùng họ cũng thành công. Kiazu và Pekoni bên ngoài hỗ trợ nhiệt tình. Tai mèo hình thành vòng xoay màu tím hút nó vào, còn tóc vàng giải phóng sức mạnh chém nó nhát chí mạng, luồng ánh sáng Phật pháp tỏa ra muôn nơi khiến con ma giác ngộ. Sau trận chiến Pekoni đói bụng ngất xỉu phải để Kiazu khiêng về. Siojin đã quay về trước kia là cô bé hiền dịu nở nụ cười với mọi người. Chị gái tóc hồng phải ngủ say để hồi phục thể lực. Kokozo kể lại mọi chuyện với trưởng làng. Họ đã cùng nhau chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Kể từ đó bốn người cũng đầy tự tin hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo. Những giây phút mọi người trải qua cùng nhau đều vô giá. Kiazu lúc đầu không chịu lao động chân tay, cô ấy hiện tại đã khác hẳn, còn yêu cầu mọi người làm việc chăm chỉ và cố gắng. Họ cùng nhau ăn cơm nắm Hàn Quốc dưới đồng ruộng. Peconi kể về cô công chúa thích ăn cơm nên đi khắp nơi và trồng lúa ở đây đó. Nông dân đang bị thú rừng và chim chóc ăn sạch làm cho mùa màng thất bát. Vì vậy hiện tại nhiệm vụ của họ là giúp nông dân tại đây. Phần thưởng sẽ được tặng những hạt gạo thơm lừng. đúng là chỉ có đồ ăn thì mới là chân ái của Peconi. Yuki rất hào hứng với chuyện này. Anh còn dùng quần áo tạo ra phiên bản bù nhìn Amazon đuổi chim mọi người ạ. À kiazu tiếp tục báo cáo tất cả hoạt động lại cho bà tóc trắng trong sự run sợ những bóng ma đen cứ lẩn quẩn quanh cô thêm nhiệm vụ mới ngoài pekoni thì cô vẫn phải báo cáo hoạt động của iuki cho ả ta mọi người đang tìm trên bảng thông báo những nhiệm vụ tiếp theo vô tình iuki thấy tờ giấy tìm gia sư dạy cách hoạt động như một run phần thưởng cũng khá nhiều sau khi hoàn thành chị quản lý đến nhắc nhở mọi người nhiệm vụ này không được duyệt nhưng vẫn cứ xuất hiện iuki trên tay vẫn cầm tờ giấy ra ngoài đến cửa anh thấy ba đứa nhóc đang khóc thảm thương định bỏ mặc thì chúng chạy lại chặn đầu mọi người tiếp tục ăn vạ chúng là người đã dán nhiệm vụ đó lên vào trong quán bọn nhóc bày tỏ muốn bảo vệ nơi này bình yên kiazu mong nhóm bọn họ làm nhiệm vụ sẽ có thù lao cao pekoni lại thích phần thưởng là đồ ăn Kokuzo muốn ở bên cạnh yuki là đủ vì để dỗ bọn trẻ vui vẻ ai cũng đồng ý giúp chúng kiazu đang đau đầu không biết dẫn chúng đi dã ngoại ở đâu pekoni thì làm gì đó khá bí ẩn để tặng cho bọn trẻ các cô gái ai cũng yêu quý lũ nhóc yuki im lặng một góc anh ấy đang tập trung vẽ hình vào cái tô nhưng tài năng hội họa của anh thì khiến ai cũng khóc thét Peconi phổ biến nhiệm vụ đi tìm kho báu, bọn trẻ đem theo thức ăn và nước. Iuki sẽ phụ trách dẫn chúng đi mạo hiểm, không an tâm để cho anh dẫn chúng đi, ba người họ lẻn theo phía sau rình mò. Đến cua quẹo bọn nhóc không ai biết đi hướng nào, Iuki đành phải ra tay xem bản đồ, nhưng IQ 200 của cậu vẫn dẫn bọn trẻ đi sai hướng, vào sâu bên trong rừng chỉ vài con nhện đã khiến lũ nhóc cuống cuồng lên tưởng quái vật, hai đứa nhóc xả vào lòng Iuki. Được sự an ủi của anh mấy đứa quay lại hỗ trợ nhau tiêu diệt Spider-Man. Sau một hồi chật vật chúng cũng thu phục được Iuki được các cô gái chỉ dẫn đã đi nhầm đường. Anh phải đi ngược lại. Tôi thấy ánh mắt Iuki có vẻ rất hiểu nhưng khi xem bản đồ, anh tiếp tục dẫn chúng đi sai đường. Các cô gái lúc này muốn xé tan anh ra. Sau khi bàn bạc họ quyết định dùng vũ khí bí mật, đó là con thú nhồi bông cỡ bự. Nó nhú đầu ra dọa bọn trẻ hồn bay lưu lạc. Thật ra Peconi chỉ muốn nói chúng đường này rất nguy hiểm kêu lũ nhóc quay lại đường khác. Thay vì sợ hãi bọn nhỏ mạnh mẽ bàn kế hoạch tác chiến, chúng nhào lên dùng bom hạt tiêu làm cay mắt con rối. Nhân thời cơ hai đứa còn lại vung gậy đánh con gấu to đau đớn kiazu và cocozo cảm thán chúng đã biết phối hợp với nhau hơn trước do không thấy đường peconi té lăn xuống vực càng đi sai lộ trình đặt ra bọn trẻ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn con sói lai like cô bé quàng khăn đỏ xuất hiện đòi ăn thịt con nít iuki dũng cảm dùng kiếm chặn nó nhưng chưa kịp làm gì đã bị con sói nắm cổ đưa lên kiazu hoang mang tột độ bọn nhóc để cứu sư phụ cũng dũng mãnh xông lên chưa đụng được móng chân con sói thì kiazu đã dùng phép hạ gục nó một phen hú vía với lũ nhóc vào sâu trong rừng kiazu và cocozo tiếp tục hỗ trợ bọn trẻ khỏi lũ quái vật mạnh bạo tới giờ ăn cơm. Lũ nhóc ăn rất ngon lành, còn tai mèo và cốc cô dô thở không ra hơi vì phải tiêu diệt chứng ngại vật. Đột ngột Peconi xuất hiện từ phía sau trong bộ đồ con gấu, cô không cởi nó ra được nên đành mặc vậy. Lo lắng cho bọn trẻ tiếp tới phải đối mặt với tổ chim khổng lồ, chưa tính xong kế hoạch tác chiến, Iuki đã bị con chim khổng lồ tha đi trên bầu trời. Thanh niên này đúng là báo thủ ngầm trong đội, bọn trẻ thấy sư phụ bị bắt, chúng nhanh chân chạy vào tổ ứng cứu, tưởng bọn nhóc ăn cướp trứng của mình, con chim to xà xuống nổi giận hất văng chúng. Mỗi đứa nhóc bắt đầu phô ra một chiêu thức, bé tóc nâu thổi to quả bom ném vào con chim tiếp theo cô bé nơ thỏ dùng thanh gươm cà rốt chém té khói vào nó con chim to chỉ cần dùng đôi cánh phước qua đã phản công khiến bọn nhóc văng ra xa sự kháng cự yếu ớt của bọn nhóc vẫn khiến chúng bất tỉnh Peconi và mọi người vào đã thấy lũ nhóc xỉu ngang được chú chim dùng miệng cho vào tổ chạy vào một góc của tổ cốc kozo và kiazu thấy yuki và con amezom đang nằm cùng nhau chính nó đã phá những cánh đồng của nông dân bên ngoài con chim mổ con rối Peconi tơi tả kiazu dùng phép bắn thú to đó khiến nó đau đớn khi phép thuật có hiệu lực cốc côzo quay sang đã thấy tai mèo nằm buồn ngủ vì hết ma pháp, trong ngày hôm nay hai người đã tiêu tốn năng lượng khá nhiều. Bacony không cởi được bộ đồ quá cỡ đã không ăn trưa, cô cũng không còn sức phản kháng, đang suy nghĩ điều gì đó. Con chim to mổ cô một phát khiến mặt đất tung bụi, cũng nhờ phước đức tích lũy phù hộ, cô thoát khỏi được bộ quần áo và lượng được đồ ăn ngon từ bọn trẻ. Cô khen bọn nhóc sẽ là nhà thám hiểm giỏi, đã nạp năng lượng đồ ăn đầy đủ. Cô bắt đầu giải phóng năng lượng, thanh kiếm và vương miện phát sáng cô bay lên chém con chim to một nhát chí mạng luồng ánh sáng tung tóe chiếu thẳng ra khỏi tổ ba đứa nhỏ tỉnh dậy nhìn con chim nằm bất động chúng cứ tưởng là mình làm nên vui vẻ ôm nhau mừng rỡ bọn nhỏ hỏi về tình hình kho báu nhưng thứ đó vốn ở điểm khác từ bản đồ ban đầu Beconi cứu tình huống khó xử này bằng quả trứng của con chim đó là kho báu mà mấy đứa sẽ nhận được ai cũng vui vẻ thì quả trứng nở ra một con chim to khác nó tưởng bọn trẻ là người thân liền xà vào chúng cô bé có hai bít tóc phát hiện ra bí mật mọi người luôn bảo vệ chúng bé nhỏ con cảm ơn yuki vì giả vờ bị chim bắt nhưng sự thật thế nào thì chắc chỉ có anh ấy mới biết nhỉ. Kiazu phàn nàn vì nhiệm vụ lần này lại không có tiền. Pekoni thì vẫn vui vẻ vì khi lúa lớn họ lại có gạo ăn. Con chim biết bơi chở bọn trẻ đi quanh cánh đồng. Trở về với Lan Do Son, Kokozo đang xếp hàng để quay số may mắn. Cô nhìn chúng đôi giày khá đẹp và quyết tâm mang nó về cho Yuki. Đến lượt mình Kokozo có đến 4 lượt quay. Ba lần đầu cô đều trượt đến cuối cùng thì may mắn chúng thưởng cao nhất chuyến du lịch biển. Kiazu trở về nhà sau khi cấy lúa. Cô dần giống Peconi đói bụng khắp mọi nơi. Kokozo mặc bộ đồ bơi kín đáo đi vào tâm sự với Yuki. Cô bé không biết mình có hợp với nó không. Nhận được lời khen từ Yuki, Kokozo có vẻ tự tin hơn. Cô còn cầm thêm quyển sách dạy bơi theo. Hai người cùng chỉ cho nhau bơi đến sáng khiến Kiazu la làng không ngủ được. Pekoni rất tự tin với body bốc lửa của mình. Kiazu thì rụt xe núp sau cây dừa đến khi tóc vàng lôi cô ra. Họ cùng nhau nghịch nước vui vẻ. Pekoni hất tay tạo dòng nước trêu chọc Yuki và Kokozo. Tai mèo cũng không thoát khỏi bọn họ. Tóc vàng dùng tốc độ bơi thần sầu đẩy Kiazu vòng vòng lướt trên mặt nước. Khi lên bờ tóc vàng chia sẻ bí mật mà cô giấu mọi người, bộ giáp thường mặc của Peconi có rất nhiều tính năng. Nó có thể giúp tăng sức mạnh, phục hồi mệt mỏi và hấp thu chất dinh dưỡng, chống mỏi vai có cả kháng lạnh. Cũng vì lý do đó nên cô rất thường đói bụng. Khi bỏ bộ đồ ra Peconi cũng sẽ như mọi người bình thường. Đang yên lành bỗng nghe tiếng la của cô bé Suzume chuyên chuyển hàng. Mọi người giúp cô bé dừng lại vì con lửa không biết nghe lời. Qua cuộc trò chuyện họ biết cô chủ đang mở một nhà hàng nhỏ trên bờ biển này. Vào trong thì gặp lại được chị Sazen thân thiện hay cho đồ cốc cô rồi. Baconi gọi tất cả các món trong menu ra để mọi người cùng nhau thưởng thức. Món ăn khá ngon nhưng đến trưa nhà hàng vẫn ế. Ở đây cũng còn chỗ ăn khác. Do họ có thực đơn đặc biệt nên khá nhiều khách. Baconi sung phong đi ăn để giải quyết vấn đề. Tai mèo liền ngăn lại vì sợ hết tiền của Jude. Món ăn lạ đó chính là bánh cá. Kia chê họ bán bánh nóng giữa biển. Quay sau lưng đã có người phản đối ý cô. Đó là Akino. Cô dùng một bài văn trào phúng để chỉ ra cách bán hàng tại biển khiến bọn họ đờ đẫn. Akino mời Sazen hợp tác nhưng cô ấy nhất quyết không chịu cô chỉ muốn được sazen công nhận tài năng của mình sau nhiều lời khiêu khích kia tức gì khói vì thái độ kêu căng đó cô nhất định cùng du của mình chiến thắng ả ta akino không phải người xấu cha cô ấy có công ty lớn nhưng tự thân muốn kinh doanh du của iuki bắt đầu ra bãi biển tìm nguyên liệu mới Kokoro bắt được con sùng búng tua trắng cô bé lanh lẹ bán bánh cá đang thưởng thức ta iaki sau ngày làm việc vất vả iukaji say xỉn tìm đến người nói chuyện vì để giúp akino kinh doanh nên mới đến đây ai mè có rẻ trên bãi biển có biết bao đôi tình nhân khiến trái tim của một người fa lâu năm thổn thức để làm Iukaji tỉnh cô gái tóc hai lai lôi ra biển ném cô tít không ngờ đây là vùng cấm có quái vật đang bàn về món ăn sắp sửa ra mắt con bạch tuộc khổng lồ ngôi lên khiến mọi người chạy cuống cuồng bayconi bay ra đỡ lấy tua to của nó kiazu cũng hỗ trợ dùng phép thuật nâng con bạch tuộc lên khỏi mặt nước tóc vàng thuận tay ném nó lên bờ trên mặt đất một ai đó đã dùng kiếm tiếp ứng khiến nó chết trong tích tắc tận dụng nguồn nguyên liệu lạ kỳ nhà hàng sazen mở bán bạch tuộc nướng thơm lừng sazen và akino đã có cuộc nói chuyện giảng hòa đầy thú vị Kiazu dùng phép thuật màu tím giúp mọi người lặn xuống biển mà không cần bình oxy. Phong cảnh dưới đáy đại dương đúng là tuyệt vời. Bốn người họ cùng chạm tay vào nhau mỉm cười. Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng ấm cúng sau chuyến đi biển. Ai cũng cảm thán thịt con bạch tuột to đùng kia thật ngon. Sau mọi chuyện họ dường như đã thành một dù thực sự. Kokozo và Iuki định mang quà cho ông chủ nhà hàng thay Pekoni vì cô ấy bận. Kiazu sẽ phụ trách giữ nhà vì còn mệt sau chuyến đi tắm biển. Mở cửa đi vào Kokozo ngạc nhiên khi nhà hàng trở nên khá u ám. Ông chủ luôn miệng đề cập đến món nào đó. Khi cô bé chạm vô người, ông điên cuồng quậy trứng làm bánh. Iuki chỉ tay lên đầu ông chủ vì có ai đang ở đó. Cô bé bói toán tên là Shibobu xuất hiện. Nghe nói ông chủ bị ám nên cô cũng đến xem thử. Sau khi kêu con ma ra, nó xuất hiện bất thình lình khiến mọi người hú vía. Do chủ nhà hàng định trang trí bọ lên bánh lăn của con ma, nên nó muốn nguyền rủa ông tới chết. Từ đó mỗi đêm ông đều thấy nó xuất hiện và bắt làm bánh. Tên của con ma nhỏ là Mi Vì thấy được ma nên Iuki được Shibobu nhờ giúp một chuyện. Cô muốn anh đến trụ sở của mình. Vừa vào đến nơi Iuki đã được chào đón bằng chiếc búa. Shibobu giải thích rằng anh ấy có thể biến tham vọng của họ thành sự thật. Bọn chúng đang thờ phụng nữ hoàng ma cà rồng. Kokoro nhận thấy lời nói mọi người trong đây không ổn, định cùng Iuki rời khỏi. Vừa quay sau lưng bọn rơi biết bay ùa lên khiến họ sợ hãi. Vào đến nơi thờ phụng, cô gái nào đó đang trong tảng băng lớn mở miệng nói chuyện. Bà ta giới thiệu mình là kẻ thống trị màn đêm Ila. Kokoro cảm nhận được rõ ma lực khổng lồ của ả ta trong màn băng. Iuki là người hữu dụng cho sự hồi sinh của bà ta. Vừa bước ra khỏi tảng băng, Ila liền giao ai kêu mọi người quỳ xuống. Ngầu Lôi chưa được 5 giây thì bà đã biến thành hình dạng nhỏ nhắn, khẩu khí cũng đổi theo. Ila là nữ hoàng của ma tộc từng dẫn dắt tất cả chống lại nhân tộc, thú nhân và elf, nhưng do dính phong ấn trong trận chiến thua cuộc, đã có người giải cứu do thiếu ma lực nên mới biến nhỏ bé như thế. dô sợ ma cà rồng ăn thịt Iuki. nhưng cô ta sẽ không làm vậy. Chạm tay vào anh ấy Ila cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ lạ. Mọi người đang trông chờ màn biến hình, thế mà ai cũng thần thờ vì không có thể lấy lại sức mạnh. Ma cà rồng còn đáng thương hơn. Những con rơi rỉa đầu cô khi không còn khả năng điều khiển chúng lo lắng Ila bị con rơi nuốt chửng. Iuki chạy đến bồng cô đi. Điều kỳ diệu đã đến. Càng chạy mạnh ánh sáng của hai người càng tăng. Ma cà rồng bắt đầu lóe lên tia sáng biến hình như về ban đầu. Chưa hiểu chuyện gì, nhưng Ila bắt đầu dạy dỗ mấy tên phản chủ. Sức mạnh ả ta thật ghê gớm. Đang tự luyến với mọi người vì lấy lại được phép thuật, định thống trị thế giới như lúc trước. Vui vẻ chưa được bao lâu đã bị biến lại nhỏ nhắn. Kokuzo và Iuki định rời khỏi thì bị Miya co chặn lại. Do cứu mạng ma cà rồng khỏi lũ rơi có cánh, anh vô tình ném bánh lăn của con ma nhỏ xuống đất. Chúng đã bị đổ và hư hết. Mia có bắt đầu nguyền rủa Yuki. Ở nhà Kiazu đang chán vì mọi người chưa về, nghe tiếng gõ cửa tai mèo hí hửng bước ra, nào ngờ có hai vị khách không mời mà đến. Mia co bắt mọi người đều phải làm bánh cho cô. Trên đường đi chợ Pecony bắt gặp hai tên trộm đang uống rượu cùng ông chủ nhà hàng vẫy tay với mình, đang kể về những chuyện đã xảy ra tại cửa hàng, tên mập bị mẹ hắn cầm chảo lại đánh cho một trận. Mẹ của tên đó cảm ơn Pecony vì đã giúp đỡ con bà trong lúc nó khó khăn. Pecony đứng chào khách không ít thanh niên mê nhan sắc của cô đã ùn ùn kéo đến mua khiến mẹ tên mập cũng bận rộn cả lên mọi người tại nhà cũng khá đau đầu thanh niên yuki đã tạo ra kiệt tác bánh lăn khiến ai ăn vào cũng phun ra tinh túy Mia co là ma cũng sợ phải chết thêm lần nữa với món của anh ấy chiều tối cuối cùng peconi cũng chào tạm biệt mọi người cầm quà cảm ơn của mẹ tên mập quay về nhà mọi người ai cũng yêu mến cô ra vẫy tay chào tạm biệt về đến nhà đã thấy ba thành viên hậu đậu việc bếp bị biến thành bánh lăn nhiều hình dạng Mia co còn đang đúc bột cho họ ăn nghe đến chị sẽ cố gắng làm bánh ngon như mẹ em làm thì Mia co cũng nuốt nước bọt peconi đã làm xong chưa biết ngon hay không nhưng tôi chấm 10 điểm trang trí. Chiếc bánh lăn đúng đính hòa tan trong miệng, khiến Mi Iako bay lơ lửng vì thích thú. Iuki và hai người cũng biến lại được hình dáng ban đầu. Tưởng chừng Mi Iako sẽ được siêu thoát, ai mà có ngờ Pekoni dùng quà của mẹ tên mập chế biến ra bánh đặc biệt, khiến con ma nhìn thấy từ thiên đường rơi xuống đất cái đùng. Shibubo xin lỗi và vác Mi Iako về. Trong con hẻm nhỏ bóng ma dần xuất hiện rồi tan biến, ở chiều không gian khác. Có người đang nói về thời gian không phải là vô hạn, kẻ thù không ai đứng yên chờ chúng ta chuẩn bị rồi mới đánh. Có hai cô bé được cử đến hành tinh mà Yuki đang sống. Peconi đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô thông báo cho mọi người xuống ăn. Nhưng Kiazu mê ngủ không chịu tỉnh dậy. Để bữa sáng không bị hư, tóc vàng lên gọi cô nhưng cũng vô ích. Sợ cô ấy có chuyện gì?" Kiazu chưa kịp lên tiếng thì Peconi đã xuất hiện ngoài cửa sổ đạp thẳng vào. Bắt đền tóc vàng vì làm hư con thú bông cô yêu thích nhất. Kokoro đã từng phụ giúp may vá nên có tí kinh nghiệm, cô sẵn sàng giúp đỡ tai mèo. Mọi người vào thị trấn rồi cùng nhau đi tìm vật liệu. Đến cửa hàng sửa giày Kokozou nhận ra sự khác thường của người trong tiệm cô lướt qua đầy hoài nghi nhân sinh mọi người chia nhau đi tìm nguyên liệu iuki đi ngang một cửa hàng không thấy ai anh định lướt qua thì nghe tiếng động có đồ vật lan ra sợ ai đó gặp nguy hiểm anh chạy vội vào thì thấy bóng đen đang ăn hiếp người ta rút kiếm định hóa kiếp cho nó thì bị hất tung ra ngoài dính tường té ngã bóng đen nhanh như chớp lướt đến cười nhạo iuki định hấp hồn anh thì có cô gái tóc xanh dương dài xuất hiện vài đường kiếm cơ bản tung ra sau lưng còn có đôi cánh thiên thần trắng đã đánh hồn siêu phách tán bóng ma đen quay lại cô gái nhận iuki là em trai của mình hàng chục câu hỏi thăm tới tấp anh ấy Nhận ra Yuuki vẫn còn đang mất trí nhớ, cô hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho em mình. Lại thêm nhân vật mới xuất hiện, cô bé tên là Gino, vội vã ngăn tóc xanh dương không được xuất hiện trước Yuuki và phải quan sát từ xa. Cô gái vừa cứu Yuuki tên là Shizuzu. Gino vừa xuất hiện đã lôi Sizuzu đi trốn tiếp để Yuuki đứng đó thơ thần chưa hiểu chuyện gì. Kiazu đang trên đường đi gặp bà nữ hoàng gian ác để báo cáo tình hình mọi người, tiện tay cô muốn ngắt vài bông hoa để trang trí khung cảnh lạnh lẽo trong cung. Sizuzu lúc này đang bận rộn tư diệt lũ bóng ma đen trong các con hẻm cô cũng đang báo cáo tình hình cho chỉ huy về sự xuất hiện khá nhiều của chúng ba người peconi đến giờ vẫn chưa tìm được nguyên liệu làm gấu họ định học việc từ ai đó rồi sẽ tự làm nhưng vẫn cố kiên trì đi tìm thêm nguyên liệu trước kiazu đã tới lâu đài trong tâm trạng vui vẻ cùng những bông hoa tươi bà ta dẫn tai mèo đến cánh cổng khác nơi đây có rất nhiều bóng ma đen chúng được đeo mặt nạ biến dạng và trở nên hung ác hơn lướt ngang những bông hoa nó liền lập tức héo úa iuki và kokozo đã đói bụng hai người trên băng ghế đá ăn ngon lành món bánh mì kẹp xúc xích iuki như một cậu bé háo ăn tương ớt dính đầy mặt và quần áo. Kokozo thì là người mẹ tần tảo, cô còn đi nhúng khăn ướt để lau cho anh. Gino đứng rình ghen tị vì sao họ lại gần nhau như thế, còn trẻ con bắn tên kèm thư hâm dọa, thấy chưa đủ sợ hãi cô chặn đầu Kokozo khóc lóc ỉ ôi. Shizuzu đành tiếp tục dùng cú đập đầu xuyên không cảm hóa em ấy và xin lỗi Kokozo. Bỗng Yuki mất tích khi đang ăn bánh dở giang. Tưởng bị bóng ma bắt nên Kokozo lập tức thông báo cho Pekoni, hai người họ nghe loáng thoáng người qua đường. Bàn tán về cậu trai trẻ nào đó tội nghiệp đang bị ức hiếp, hỏi ra địa chỉ Peconi và Cocozo đã đứng trước cửa địa phận của bọn chúng. Hùng hồn xông vào lại thấy có khá nhiều người. Tên ốm ăn trộm lúc trước gặp lại đại ca của mình là tóc vàng hết sức mừng rỡ, cả chục thanh niên xếp thành hai hàng lôi tên đầu đàn ra. Hắn là tên sumo phá rối nhà hàng lúc đầu, vừa gặp Peconi lại hú hồn kính cẩn xin lỗi và cho mấy người họ ra về. Trong mấy con hẻm nhỏ, Shizuzu và Zino tích cực bắn bướm là mấy bóng ma đen để tìm kiếm Yuki, nhưng kết quả đều không có anh ấy. Bốn người gặp nhau và chưa có tin tức gì thêm về Yuki. Cocozo cùng Peconi quyết định đăng thông tin tìm trẻ lạc. Đang treo trên bảng thông báo thì chị quản lý bước đến và nói anh ấy lúc nãy có đến đây. Cánh cổng mở ra Yuki đã trở về, trên tay còn ôm đống tơ cầu vòng. Anh ấy đến tìm thử xem có nhiệm vụ nào tìm được nguyên liệu quý. Bây giờ thì thành công một mình mang nó về. Trong lúc ba người đang cùng nhau dệt tơ, Yuki kể lại quá trình anh tìm kiếm nguyên liệu. Đang ăn bánh mì kẹp xúc xích ngon lành thì xuất hiện kẻ quỷ diệt lúc trước mê mẩn bắt nhốt anh ấy. Với tốc độ thần sầu anh chạy không kịp quay đầu, vô tình va vào bảng nhiệm vụ thấy nguyên liệu đang cần. Anh xém bị con yêu nhìn nhện ăn mất. Nhưng vì con gấu của Kiyazu mà Yuki đã cố gắng hết sức mình, bước chân nặng trĩu với khuôn mặt não nề về nhà. Tai mèo thay đổi sắc mặt để chào đón mọi người. Nhưng trong nhà tối tăm không có ai cả. Đến một lúc thì mọi người cùng con gấu đã sửa xong về đến hớn hở chào nhau. Pecony đang mơ thấy hình bóng phía sau của cha mẹ mình, chưa kịp chạy lại ôm, họ đã không nhận ra cô còn biến thành hình dạng bóng ma đen bao trùm lấy peconi Tỉnh dậy sau giấc mơ, nước mắt cô đầm đìa hoang mang. Lấy lại tinh thần cô vẫn tiếp tục công việc thường ngày nấu ăn cho mọi người. Kiyazu buồn bã vì hôm nay không có bánh mì ăn kèm với trứng chiên ngon lành. Peconi không hề giận mà hớn hở vì tai mèo nhận ra được điều đó. Tóc vàng đưa ra tờ nhiệm vụ giải thích với mọi người. Đã có con quái vật chặn cầu trước cửa thành phố, không cho thương nhân vào bán hàng hóa. Kéo theo đồ ở các cửa hàng cũng không còn. Hoàng gia của thành phố cũng chưa thấy ai can thiệp vào. Khi đến rút thấy tờ thông báo thì Peconi muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Kiazu kiểm tra tính nguy hiểm của nhiệm vụ liền hốt hoảng. Có khá nhiều thương vong đã xảy ra. Cô tưởng tượng khi tiêu tư diệt được nó thì cây cầu cũng sẽ bị phá hủy. Peconi giải thích tính toán của cô về việc đánh con quái vật. Có người sẽ phụ trách dụ nó đi sang chỗ khác. Giáp vai của tóc vàng có tăng sức phòng thủ, vì vậy chỉ cần mang nó vào thì người đó tới khuya vẫn chưa bị thương. Vừa làm mồi nhử dụ con yêu quái Kiazu vừa lẩm bẩm chửi nhẹ Peconi. Ba người còn lại của phía Yuki răng bẫy cản con quái vật đó. Kiazu xuất thần bay qua cộng dây. Đúng như dự tính yêu quái té lăn đùng ra, Nhưng cơ hội nó chưa định hình được, Peconi dùng một kiếm dồn toàn sức đánh nó, khiến đầu óc con yêu quái chóng váng bất tỉnh. Peconi ôm trầm lấy những người còn lại cười trong vui sướng bóng ma được đeo mặt nạ vẫn đang tiếp tục hút linh khí con người chỗ vắng vẻ bốn người đi báo cáo việc vừa hoàn thành với chị quản lý Jun. iuki hôm nay lại là người đứng ra đại diện ký tên nhưng anh lại viết sai khiến mọi người ngạc nhiên hai tên trộm tìm đại ca của mình hết lời khen ngợi có cả mẹ của tên béo cùng mọi người trong chợ đến để cảm ơn peconi mọi người đều vui vì thành phố đã có nguồn lương thực như ban đầu tóc vàng rủ tất cả cùng nhau đi ăn nhẹ đến cửa hàng vừa mới mở có món khá ngon đây là nơi mà iuki và cốc vừa vào thành phố đã ghé cứ tưởng là chủ cũ nhưng không gặp cô ấy mà lại gặp Zino và Shizuzu, vừa gặp lại Yuki hai người như bị siết cổ sắp chết. Hoang mang tột độ, chị chủ cũ lúc trước cũng ra chào mọi người, do có việc nên để lại hai cô em gái tiếp khách. Shizuzu hứa sẽ khuyến mãi cho tất cả vì cùng đến với em trai Yuki, chắc là họ hối hận lắm vì câu nói của mình. Pekoni sức ăn phi thường khiến mọi thứ hết sạch. Zino và Shizuzu cố gắng làm nhưng cũng không đuổi kịp được tốc độ ăn đó, hai người họ không còn đủ sức giơ tay lên nữa sau màn làm bánh điên cuồng. Pekoni quay lưng đi đến khoe với Yuki hôm nay cô đã ăn rất ngon nhờ anh, hoàng hôn buông xuống chị chủ tiệm đi kiểm tra dân làng xung quanh họ đã tan biến tất cả chỉ còn lại bộ quần áo tên ma đeo mặt nạ đang dần mạnh lên nó đã biến hóa được hình dạng khác yuki đang thấy một giấc mơ kỳ lạ mọi người đều phải chết tỉnh dậy amesu đã bên cạnh cậu cô giải thích cho anh biết đó không chỉ là giấc mơ mà còn là hiện thực tương lai sắp phải đối mặt nó như vòng lặp xuất hiện khiến mọi người chết đi amesu tin tưởng yuki sẽ thay đổi được điều đó tỉnh dậy vào sáng hôm sau anh mong muốn được tập kiếm pekoni sẽ là người hướng dẫn anh ấy sau bữa luyện tập là những món ăn ngon bổ sung dưỡng chất đang trong nhà hàng những tên say rượu nhắc về cô công chúa của thành phố. Cô ấy không quan tâm người dân và biến mất. Kokuzo cũng mong muốn được gặp cô ấy. Pecony lúc này trầm lắng ngậm ngùi xuống hẳn. Trong đôi mắt ấy có khá nhiều tâm sự nặng nề. Kiazu lúc này đang cho mấy con mèo dưới gốc cây ăn cá. Vô tình gặp hai tên trộm cũng muốn cùng đi ăn với cô. Lèm bèm suốt quãng đường đi, chợt quay về phía sau, tên bóng ma có mặt nạ đã biến thành khổng lồ chạy vào thành phố phá hoại. Nghe tiếng chấn động mạnh, Pecony cùng hai người còn lại chạy nhanh ra. Tất cả người dân bỏ chạy toán loạn cha của tên mập ăn trộm bị nó bắt được mọi người đang chửi rủa công chúa vì giờ này chưa xuất hiện để bảo vệ mọi người cha của tên trộm chuẩn bị lên chầu ông bà thì peconi xuất hiện kịp lúc cứu được thấy kia dù vẫn bình an tóc vàng nhờ cô hỗ trợ giúp mình tiêu diệt con ma tai mèo lưỡng lự rụt rè không muốn giúp làm tóc vàng khó hiểu đôi mắt nó phát sáng lao nhanh về phía kia dù nhờ peconi dồn toàn sức con ma mặt nạ cũng nằm xuống tan biến chưa được 5 giây nó đã biến đổi hình dạng đỏ chói tạo lốc xoáy mạnh hơn trước nó như ác quỷ chỉ cần bóp tay đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà cao tầng Kiyazu bị tảng đá gần đó đè nhưng được Peconi ứng cứu. Cô còn đỡ cho tai mèo những cú đấm liên tục từ con ma. Nó đang tích tụ khí trời để giết hai người. Peconi không ngần ngại đưa giáp phòng thủ cho Kiyazu. Một mình cô cùng con ma biến dạng lao vào nhau. Tiếng nổ khá to khiến Kiyazu liệm đi. Tỉnh dậy thấy con quái vật đã bị khuyết lỗ. Peconi không còn đủ sức nữa, cô đã ngã ngang. Kiyazu khó khăn chạy tới trách cô, tại sao lại bảo vệ mình khi bản thân đã nhiều lần không giúp Peconi? Con ma thành tinh dần lắp lại được chỗ thủng. Kokozou và Yuki đã đến nơi cầm thanh kiếm trên tay anh ấy liên tục nhớ về quá khứ nguồn sức mạnh đột ngột xuất hiện biến thành bức tường chặn con ma tạo thành lỗ thủng lôi ba người pekoni xuống đất con ma bị bao bọc bởi lớp thép dày 10 cm khiến nó nổ tung Iuki tỉnh dậy lo lắng tìm mọi người chị chủ tiệm bánh đã đưa họ đến nơi an toàn kokozo đi lạc vào lâu đài đến một căn phòng cô nhìn thấy bức ảnh pekoni đứng cùng cha mẹ pekoni xuất hiện bước vào đây dường như là lâu đài của lan do son cô lặng lẽ xin lỗi kokozo vì đã giấu mọi người tên thật của cô là ekina chính là công chúa của thành phố này nữ hoàng hiện tại cũng mang tên đó những người quen biết không ai còn nhớ đến cô cả ngay cả cha mẹ cô cũng vậy nhớ về kỷ niệm ngày xưa quốc vương đã dạy cô yêu lấy người dân của mình xem họ là bản thân để chăm sóc thật tốt dẫn dắt đất nước phát triển mẹ của peconi trao cho nàng công chúa chiếc vương miện quý giá được truyền qua nhiều thế hệ nó có thể bảo vệ cô trong lúc khó khăn nhưng đổi lại thì sẽ đói bụng liên tục họ cùng nhau cười đùa vui vẻ và tiễn cô lên đường đi chu du qua các nơi cô đều làm các công việc khác nhau trải nghiệm nhiều điều mới lạ khi về lại cung điện chẳng một ai nhớ cô là công chúa họ đuổi đánh chặn đường đến trước mặt cha mẹ họ cũng chẳng biết cô là ai thay thế vào đó là cô công chúa tai mèo khác à ta ngang nhiên vào cung điện dùng phép giết peconi bằng cách thần kỳ nào đó thì tôi chưa rõ cô ấy đã thoát được và tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu ký cho đến khi gặp mọi người là yuki và Kokuzo thêm cả kiazu cô đã rất hạnh phúc vì tất cả đã trải qua khoảng thời gian ăn chơi ngủ nghỉ cùng nhau peconi sợ mọi người sẽ quên cô đi lần nữa cuối cùng cô cũng òa khóc trong vòng tay của Kokuzo. cô bé an ủi peconi bằng những lời chân thật nhất từ trước đến giờ nghe được những lời chân thành của tóc vàng kiazu lặng lẽ bước đi trong u buồn đến sảnh lớn con ma to đùng vẫn còn sống chị chủ quán xinh đẹp trong không gian hoang tàn mình tạo ra gợi nhớ ký ức cho yuki đây là nơi anh đã gặp amesu theo lời chị chủ có lẽ amesu đã chuyển kiếp thành người bạn nào đó hỗ trợ anh đi tìm ký ức chị đưa ra nguồn sức mạnh cho yuki nó có thể giúp anh tiêu diệt quái vật nhưng cũng sẽ làm hại đến bản thân bọn ma đen thui được tạo ra từ sự ham muốn của người khác thế giới này được tạo ra từ trận chiến giữa anh và bóng đêm đó Tên trộm và mẹ hắn đang ra sức tìm kiếm Pecony dưới đống đổ nát. Sau khi mọi thứ diễn ra, lính của Hoàng thất mới tìm đến nơi tiếp ứng. Cùng lúc đó cũng có sự xuất hiện của đội trưởng hiệp sĩ Hoàng gia. Cô chỉ đạo tìm kiếm và thu thập bằng chứng. Sistina cũng xuất hiện góp vui. Khá bất ngờ cô cũng là đội phó của hội hiệp sĩ. Cô chỉ ra được điểm vô lý trong câu chuyện. Họ tại sao lại được thông báo biết cuối cùng khi mọi chuyện đã diễn ra xong xuôi? Cô nghi ngờ không biết vị vua đang trị vì có mưu tính gì phía sau. Cô cũng nhắc nhiều tất cả vương quốc của con người lại để thú nhân tộc cai trị. Điều này khiến ai cũng nghi hoặc ngỡ ngàng. Kiazu đang dùng sức mạnh chống lại con yêu tinh. Cô đang có hai luồng suy nghĩ khiến lương tâm cắn rứt. Cô đã cản trở nữ hoàng của mình, cũng phản bội bạn bè, đang định buông xuôi để hóa kiếp chuyển sinh. Pekoni mạnh mẽ xuất hiện đỡ cho cô một đao. Cô ấy còn ích kỷ yêu cầu Kiazu hỗ trợ mình trong không gian u ám. Iuki dường như sụp đổ khi biết được khá nhiều thông tin. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần vì muốn bảo vệ mọi người được bình an. Sức mạnh của chị chủ tiệm là biến đổi mọi thứ có thể. Chị đưa anh ấy đến chiều không gian khác khá dễ dàng. Trong lúc di chuyển, chị ấy còn đưa cho Yuki một tí sức mạnh của mình. Những mối liên kết của anh nhất định sẽ giải cứu được thế giới. Cầm đao chém thẳng con yêu tinh khi vừa đến nơi, anh tỏa ra nguồn sức mạnh làm tăng cường giáp cho mọi người. Bacony xung phong chạy lên trước, cô nhanh nhẹn né được những xúc tua thuận lợi chém méo mặt con yêu tinh. Đến lượt Kiazu, cô dùng phép thuật bao trùm nó tạo ra vụ nổ khiến nó nghiêng ngả. Kokozo sử dụng năng lượng ánh sáng phù hộ độ cho Yuki có cơ thể sắt đá. Anh nhanh chân kiên cường chạy lên dùng toàn lực chém đao chí mạng con ma bóng đen. Ở phía xa chị chủ tiệm nở nụ cười mãn nguyện vì sự tài giỏi của Yuki, bốn người lại được đưa vào chiều không gian khác. Hai tên trộm đang khóc lóc với mẹ vì sợ nhóm Pekoni gặp chuyện, thế mà nghe tiếng động mạnh quay lại thì bọn họ đã xuất hiện trong sự mừng rỡ của tất cả mọi người. Sau lần này Kiyazu đã bị cảm hóa, cô không còn từ chối cái ôm của Pekoni nữa rồi.